Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station, đặc biệt là dành cho những bạn nào thích dòng đồ chơi sưu tập thẻ Pokemon TCG. Ok các bạn ơi, và như vậy thì cuối cùng mình cũng đã có thể trên tay được hộp Elite Trainer Box Pokemon TCG phiên bản Pokemon Go tiếng Anh chính thức rồi nha các bạn. Wow. Thì có lẽ là không cần phải giải thích quá nhiều nữa. Nhưng mà nào đã có theo dõi hành trình sưu tập đồ chơi sưu tập nói chung của mình cũng như là dòng Pokemon TCG nói riêng thì mình tin rằng là các bạn có thể cảm nhận được cái độ đặc biệt của cái series này. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa thẻ sưu tập Pokemon và game Pokemon Go. Tuy cũng là về chủ đề Pokemon nhưng mà rõ ràng nó là hai cái mảng hoàn toàn khác nhau. Và bản thân anh tay mình cũng là một người collector, một người chơi khá là nhiệt tình đối với cả hai. Cho nên là ngày hôm nay chính thức thấy hai cái này nó được hợp lại thành ở trong một cái sản phẩm thì không khả nào mà tuyệt vời hơn được nữa các bạn ơi. Ok, mình mở cái siêu ni lông này ra trước đi ha. Như các bạn có theo dõi trên kênh này thì mình cũng đã làm một tập mở cái series Pokemon TCG, Pokemon Go này, nhưng mà là phiên bản tiếng Nhật ha. Bình thường thì mình cũng có mở những cái thẻ tiếng Nhật nhưng mà cũng không có nhiều, bởi vì mình sưu tập chính là cái thẻ tiếng Anh thôi các bạn ơi. Nó phổ biến, nó international hơn. Tiếng Nhật thì chỉ để phục vụ cho thị trường của Nhật Bản thôi, và bởi vì mình cũng không có trôi chảy cái ngôn ngữ Nhật cho lắm. Với lại thêm cái chính yếu nữa là không có đủ cha-ching để mà đi theo cả hai phiên bản tới cùng luôn, các bạn không? Hồi hai và lần này chúng ta có tông chủ đạo của cái hộp EBT, nó là tông màu Deep Blue thay vì là màu tím như là cái hệ Psychic của em Mewtwo như mình tưởng. Feature artwork chính em Pokemon Mewtwo rất là iconic luôn của Pokemon Go nói riêng và Pokemon nói chung. Ở đây chúng ta có logo của Niantic, công ty đang run cái tựa game Pokemon Go, rồi The Pokemon Company International. Thật ra đằng sau những gì chúng ta sẽ có ở bên trong đó là tất cả những cái vật phẩm chúng ta thường thấy ở bên trong một cái hộp Elite Trainer Box. Tuy nhiên đây là một series đặc biệt, nó sẽ không có những cái hộp 36 booster packs mà chỉ có những hộp EBT như thế này thôi, cộng thêm một vài những cái special collector box nữa. Nhưng mà mình không có thích những cái dạng đó. Và cũng chính vì vậy thì ở trong mỗi cái hộp này thay vì có 8 booster pack như bình thường thì sẽ có 10 pack ha, cộng thêm một lá promo full art của Mewtwo nữa. Lá này cũng có giá trị nhất định trên thị trường nha. Và tất nhiên để sưu tập hoặc là để chơi vào trong một ván đấu là đỉnh cao luôn. Alright, mở cái lớp ngoài này ra. Đây là cuốn Player Guides. Oh wow, quê. Wow, mình quên mất là nó còn có một cái thẻ code này nữa các bạn ơi. Đây, nếu như may mắn thì các bạn sẽ có cơ hội để mở ra được một cái set áo và nón phiên bản Pokemon TCG như thế này nha. Thực ra thì nhìn nó cũng không đến nỗi nào mà gọi là đẹp lắm đâu các bạn. Nhưng mà sẽ không có cách nào khác để có được cái bộ outfit này ngoài là lấy từ những cái code này. Chưa kể là không phải 100% là các bạn sẽ được cái bộ outfit đó đâu, mà các bạn còn phải thật là may mắn nữa, bởi vì nó cái tỷ lệ ra được nó cũng khá là thấp. Đa phần thì nó sẽ ra những cái vật phẩm rất là bình thường ở trong game Pokemon Go. Nếu bạn nào có chơi thì biết, những cái revive rồi những cái berry sticker vân vân, kiểu là chúc bạn may mắn lần sau ấy. Và bởi vì như các bạn đã thấy thì mình đã có cái bộ outfit này rồi, một lần đã mở lại được ở trên livestream, cho nên là ngay bây giờ mình cũng sẽ giveaway tất cả những cái code của cái thẻ này luôn. Wow, hơi bị nhiều nha, enter lẹ nha các bạn ơi. Bạn nào enter không kịp thì pause cái frame này lại rồi ấy nha. Ok không, ở đây có 2, 4, 6, 8, 10 và thêm hai cái code đặc biệt này ở đây nữa. Ủa, mình không biết là hai cái code đặc biệt này nó có gì nó khác không ta. Bạn nào thử enter rồi có gì nói cho mình biết nha. Đây, để lại gần chút xíu nữa cho các bạn thấy cho rõ luôn. Ok ha. Nếu như các bạn chưa enter được những cái code đó thì yên tâm, bởi vì còn một cơ hội nữa. Đó là ở bên trong 10 cái booster pack đều sẽ có một cái thẻ code tương đương như vậy. Chút nữa thì mình cũng sẽ giveaway một cách ngẫu nhiên luôn nha. Ok, đây là cái player guide. Nhưng mà mình cảm nhận, ủa sao cái chất giấy nó hơi mỏng hơn bình thường nha. Em Mewtwo phiên bản visual của Pokemon Go nè các bạn ơi. Đây ha, em nó đây. Oh, wow. Còn đây là phiên bản Lucky, phiên bản Shiny. Oh yeah, oh yeah, Lucky và Shiny. Rồi Mewtwo 100 có luôn. Oh yeah, khoe Mewtwo trá hình một tí. Ở bên trong này thì như thường lệ là những cái feature artwork của những cái thẻ mới mà wow, chúng ta cũng đã bỏ ra khá là nhiều rồi nha các bạn. Đặc biệt là những lá Mewtwo V Star phiên bản tiếng Nhật. Ok. Rồi thì tất nhiên là đối với những cái phiên bản tiếng Anh thì đến giờ phút này mình chưa có một lá chính thức nào cả, cho nên mở ra lá nào cũng sẽ kỹ thuật gọi là mới cả ha. Nhưng mà để cho các bạn dễ hiểu và dễ theo dõi thì đây là những gì mà chúng ta đang muốn tìm kiếm ở cái series này. Nó gói gọn lại trong một cái thẻ này thôi đó. Mewtwo V Alternate Art phiên bản Pokemon Go, em nó đang bay lơ lửng ở trong thành phố nè. Trời ơi, sao beautiful. Tiếp theo thì ok yes, một lá Go Mewtwo V Star cũng ok, cũng ngon nghẻ các thứ này nọ ha. Rainbow cũng vậy các bạn, cũng gọi là đỉnh cao đấy. Tuy nhiên cái lá thứ hai mà mình đang thực sự mà muốn nhắm đến nó là đây các bạn ơi.
Radiant Charizard, được chưa? Một cái thể loại thẻ Holo Rare nhưng mà nó full nguyên một cái thẻ luôn, gọi là Radiant Rare. Và những cái em Pokemon ở cái dạng này nó sẽ ở cái phiên bản Shiny của chính bản thân Charizard đen nè ha. Bonus nếu mà được luôn thì mở ra được em Radiant Blastoise cũng được, Shiny. Và đây là Radiant Venusaur. Ngoài ra còn có một em bonus Radiant EV nữa. Thì cái em đó mình cũng đã nói rồi, nó sẽ chỉ mở ra được ở trong cái box đặc biệt Collector thôi, và nằm ở dưới dạng một cái lá promo của phiên bản tiếng Anh. Ok, à cho các bạn xem cái artwork ở bên trong cái hộp này nè. Wow, rất là đẹp nha. Tất cả những cái visual liên quan đến Pokemon Go, Pokemon Stop nè, Gym nè, giáo sư Willow nè. Ok, đây là artwork của em Mewtwo ở cái nắp hộp, nó lấp lánh Metallic ha, để vậy thì nó hơi tối. Let's go. Chúng ta sẽ có những cái vật phẩm như thường là hai cái token, một cái V-Star token dùng để phục vụ cho một cái ván game, bốn cái thẻ divider để ngăn chia thẻ trong hộp thôi. Đây là một pack toàn bộ là những thẻ năng lượng để phục vụ rất là quan trọng cho một ván game. Còn về mặt sưu tập thì cũng không đáng lắm. Còn đây là bộ dice của cái series này. Ui, cái hộp xí ngầu to này nó có chữ Go các bạn ơi. Oh yeah, thích cái kiểu này á. Tiếp luôn, chúng ta ui. Đây. Một lá Mewtwo V Full Art ở dạng promo. Alright, đây mình sẽ cắt ra luôn ha. Oh no, cái thẻ này để bên trong thì nó hơi bị cong một chút xíu các bạn ơi, nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp, miễn là được có bị chày trên cái bề mặt các thứ là ok. Đây cho các bạn xem close up nhé, quá đẹp luôn ấy. Hồi xưa thì những cái lá promo này nó ít được cho sử dụng ở trong những cái giải đấu chính thức, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, được sử dụng thoải mái luôn nha các bạn, cho nên là cái giá ở trên thị trường chợ nổi của những em nó cũng được có một cái vị trí nhất định. Rồi mình sẽ bỏ luôn vào một cái top loader để giữ cho em nó thẳng lại. Này go, tạm để đây nha. Tiếp theo chúng ta có một bộ sleeve Mewtwo. Đẹp ấy. Full body luôn các bạn ơi. Kiểm tra chất lượng nè. 3, 2, 1. Ok, not bad. Không tệ xíu nào luôn. 97% bị một chút xíu wavy ở chỗ này, nhưng mà cũng không thành vấn đề gì luôn. Ok, tuyệt vời. Đây là một cái cho các bạn xem. Nó sẽ như vai. Đấy, quá đã. Còn đây, những món ăn chính trong buổi ngày hôm nay của chúng ta nha các bạn. Ui, đếm số lượng nào. 2, 4, 6, 8, 10. Những cái pack tiếng Anh này cầm vào nó dày dặn hơn hẳn so với những cái pack tiếng Nhật các bạn ơi. Bởi vì ở trong một cái pack tiếng Anh á thì nó luôn luôn nó sẽ có 10 thẻ ha. Còn tiếng phiên bản tiếng Nhật thì nó chỉ có 8 thẻ và đôi khi nó chỉ có 5 thẻ thôi. Alright, và chúng ta chỉ có đúng một cái artwork duy nhất collage những tấm hình của Pokemon Go. Vâng, và ngay bây giờ chính là cái giây phút mà các bạn hãy cùng truyền năng lượng may mắn buff luck cho 10 cái pack này để anh cái tay mình có thể sớm nghỉ hưu với cái series này, kiếm được Mewtwo Alternate Art hoặc là Radiant Charizard. Chú để săn quá, không biết khi nào mới được luôn á. Ra thì mở cũng khá là nhiều những cái pack tiếng Nhật rồi nha, nhưng mà kết quả thì các bạn cũng đã biết rồi đấy, cũng gọi là ok các thứ, nhưng mà come on, nó không có được bung nóc ấy. Wow, xem nào. Pack đầu tiên. Và ở đằng sau nó sẽ là cái thẻ. Ôi, hình ao. Mình nhớ lộn luôn các bạn. Đối với một cái pack tiếng Anh á thì cái thẻ code nó như bình thường, dùng để redeem cho game Pokemon TCG Online, chứ không phải là cho game Pokemon Go. Pokemon Go là 12 cái code ở đây rồi nè. Ok, sorry các bạn, vậy thì mình đã làm rồi. Để 1, 2, 3, 4 ha. Và chúng ta bắt đầu với hệ tâm linh nào. Hả? Xét luôn. Chansey Spark, huấn luyện viên leader của team vàng. Ok, Ariados, Natu, Ambipom, Slowpoke đang câu cá bằng đuôi của mình. Barbaro tiến hóa lên từ Bidoof. Bắt đầu mở ra cái tấm này ở phiên bản tiếng Nhật á, mình tưởng nó là cái lá của em Smeargle, bởi vì cái mặt em Smeargle nó bự ra vậy nè. Nhưng mà mình nhớ lại trong Pokemon Go thì em này nó hay kiểu photobomb những em Pokemon khác á. Rồi có cái hình của em Bidoof Basic ở đây nữa, yeah. Spinarak, Pikachu, Reverse Holo, phiên bản thẻ của cũng khá là đẹp, nhưng mà mình đã có rất là nhiều rồi. Yes. Các bạn chờ xíu.
Thon 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 thon. Ở phiên bản tiếng Nhật nha các bạn ơi. Chúng ta đã mở ra được leader của team Blue, Blanche. Alright. Đây. Trong Pokemon Go thì chia thành 3 team ha. Team xanh, leader là em Blanche này. Team vàng là cái anh chàng Spark vui vẻ. Và team đỏ, oh boy, Candela. Let's go. Wow, để so sánh coi. Hai cái phiên bản này nó có cái gì nó khác không? Ok, cho tinh thần là nó cũng rất là tương đồng nhau luôn á các bạn ơi. Background của em Blanche này các bạn sẽ thấy nó có một cái texture, nó giống như là cái màn á. Còn của em này để mình nhìn kỹ nè. Nó hơi khó thấy hơn ha, nhưng mà nếu mà mình nghiêng qua đây, kiểu là nó giống như là những cái lá vậy đó. Đây góc, đây cái góc này có thể là nhìn thấy rõ nhất nè. Thì nó là một cái layer, cái texture ẩn ở bên dưới, rồi cả một cái lớp phủ nhuyễn ở trên. Nó không phải là kim tuyến nha các bạn ơi, mà nó kiểu siêu lấp lánh, mình không biết là họ in như thế nào luôn ấy. Rồi một lớp màu, một lớp viền metallic gì đó, nói chung là 4-5 lớp lận. Cho đến bây giờ thì những cái thẻ Pokemon Fake á vẫn không thể nào mà làm được cái hiệu ứng y chang như vậy đâu. Các bạn sẽ chỉ thấy một cái màu nó rất là bôi bát, nó cầu vồng nhưng mà nó rất là bôi bát từ những cái thẻ fake thôi. Đây, một cái thẻ chính hãng Pokemon Go TCG Rainbow Rare, nó sẽ như thế này. Tính ra cũng là một pha khá là hú hồn nữa, bởi vì mở ra được một em leader nữa nhưng mà không có bị trùng. Oh boy. Ý, ở đây mình chỉ có một cái case 500 full thôi. Lại chờ mình chút xíu. Ok. Bây giờ những em mà Rainbow thường á, mình sẽ để vào một cái nó gọi là cái mini snap như thế này. Kiểu nó cũng là một cái dạng case nhưng mà nó sẽ mỏng hơn, nó nhỏ gọn hơn, nó không có 500. Bù lại thì giá thành nó rẻ hơn xíu. Bởi vì cái bộ sưu tập của mình thì nó sẽ càng ngày nó càng khủng lên. Những cái lá nào mà nó không thực sự gọi là siêu của đỉnh cao á, thì mình không có cho hẳn vào case đâu. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó vào như thế này. Đó. Boom. Tuyệt vời. Nó phải là như vậy các bạn ạ. Nó phải là như vậy luôn á. Tất cả những gì chúng ta mở ra cho chính pack sau này từ cái box này coi như là lời rồi. Được. Nó phải vậy chứ. Box thứ hai nè. Chút nữa mình cho các bạn xem cái code luôn. Đây là cái code đầu hồi nãy nè. Viền đen nha. Đây là đằng sau. 1, 2, 3, 4. Mình có một cảm giác rất mạnh, nó sẽ là hệ Grass Fighting. Candela, phiên bản bình thường đây rồi. Đấy, đã tìm đỏ. Ivysaur đang đứng dưới một cái lure của một cái Pokestop. Spark, thêm Rainbow của em này nó là đủ bộ 3 leader. Eevee, Pikachu, phiên bản thẻ Aquos bình thường nè, không có hiệu ứng gì hết luôn. Squirtle, Spinarak, Wimpod, Gyarados, Reverse Holo, and Kachu. Cũng là một lá code, viền đen. Có hit đấy, nhưng mà không tới các bạn ơi, là hit thôi chứ mà là hit. Rainbow Rare thôi nha. Cái này mình đã có nhiều rồi, phải chi mở ra được một phiên bản của cái Radiant Rare của em này nữa. Pack thứ 3. Hình như là tất cả những cái artwork thì chúng ta cũng đã được thấy qua hết rồi nha các bạn ơi. Ở cái những cái tập mà mình mở phiên bản tiếng Nhật ấy. Tại vì cơ bản thì cái series này nó cũng không có nhiều artwork mới lắm đâu. Fire, Lure Module, Chameleon, Pupitar, Bulbasaur, Numo, Alolan Raticate. Nó là họ hàng của em chuột tím đó, nhưng mà phiên bản Alola, Tranquil, Lovitar, Satu, Reverse Holo, coi nào. Please, come on, let's go. Không thể nào mà chỉ một cái Rainbow dừng lại được. Có thêm cái gì đi. Blast. Seriously. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Tính ra luôn cái con Charizard Holo Rare luôn cho đủ bộ 3 luôn hay gì. What? Đừng có gọi là phí phạm thẻ code hit như vậy nữa mà. Chút nữa mình giveaway một đống code một lúc nha các bạn ơi. Vô nào, tiếp. 4. Let's go. Dark. Boom, ok, tâm linh giờ mới ra.
Chameleon, Rare Candy, Wartortle, Bidoof, Wimpod, Feedoff, Mangekarp. Ủa sao cái pack này nó hơi bị nhiều lá nhỉ, nó có dư không ta? Ipom and Melmetal. Way. Như vậy thì đây là một series đặc biệt hả ta? Tất cả những lá cuối đều là holo rare. Sure. Đúng không? Nãy giờ mình mở 4 pack. 2 bộ giá, mình mở 4 pack. Một lá siêu hit rainbow rare rồi nè. Ba lá kia là holo rare. Ok. Tốt nha các bạn ơi. Pack thứ 5 nè. Xem nha. Pack này chúng ta sẽ có, khoan để mình lật. Ok rồi. Như vậy là xác nhận rồi các bạn ơi. Với lại mình nhớ lại rồi, những cái series đặc biệt ấy thì những cái lá code nó sẽ đều là code có tiềm năng có hit cả. V-Star. Yep, có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn có cơ hội cái lá hiếm nhất của một pack là từ holo rare trở lên. Ok không? Thì holo rare nó là hit rồi đó. Nó là tạch rồi đó. Đấy. Blanche. Uh-huh. Reverse holo. And đằng sau. Ok. Trượt tay các bạn ơi. Như vậy là chúng ta có một lá V. Conqueror V. Oh boy. Không phải là nịt nhưng mà cũng không hẳn là hit, đúng không? So với cái đồ sưu tập của chúng ta bây giờ rồi. Thì ra cho nên là nó nằm ở giữa hit với nịt thì hit. Alright, let's go. Conqueror V. Mình sẽ để những lá holo rare ở ngoài đây luôn đi. Pack tiếp theo nè. Cột ha. 1, 2, 3, 4. Water now. Nước. Metal. Blanche. Sorok. Egg Incubator. Natu. Abipom. Slowpoke. Onix. Ui! Charmander. Blastoise. Phiên bản. Reverse holo. Yo. Come on. Holographic rare. Hay là độc tắc là holo rare thì nó sẽ lấp lánh ở bên trong cái artwork. Background thôi, không có tính em Pokemon. Nhưng mà reverse holo có nghĩa là holo ngược lại, nó sẽ lấp lánh ở bên ngoài cái viền. Vô luôn. Oh. Gully support. Holo rare. Ôi, tính ra thì mình thích cái vụ mà một pack chúng ta có bảo hiểm được một lá holo rare trở lên như thế này ở những pack tiếng Anh nha các bạn ơi. Kiểu ví dụ mà mình có muốn build một cái deck đánh chơi cho cái series Pokemon Go này thì những cái lá này cũng khá là đẹp. Tiếp luôn. Four and mà nào, các bạn cùng đoán cùng mình nào. Grass đi chứ hả? Water. Nó cứ gọi là nó chật quẻ. Rare Candy, Unpheasant, Blanche, Pikachu, Meltan, Squirtle, Bidoof, Mangekarp, Bidoof, Reverse Holo, and hey, oh, Mewtwo V-Star. Phiên bản tiếng Anh đây rồi, phiên bản tiếng Anh đây rồi. Vâng, thưa các bạn, để mình lục lại ở trong cái đống. Tiếng Nhật xem, đây. Ây, không, cái này là ông Arceus. Đây. Đây nữa nè. Ok ha, đây là hai cái phiên bản tiếng Nhật và tiếng Anh đặt kế nhau của Mewtwo V-Star. Và chúng ta xem coi có cái gì đó khác biệt dữ dội lắm không. Không các bạn ơi, rất là tương đồng luôn. Ngoại trừ cái artwork của cái Mewtwo nhỏ ở đây, nó ở phiên bản tiếng Anh nó hơi sáng hơn một tí so với phiên bản tiếng Nhật. Và cái hiệu ứng holo của nó rõ hơn luôn. Thì ngoài ra cũng không có gì khác biệt lắm. Cho các bạn xem close up lại một lần nữa ha. Những cái lá V-Star này á thì nó cũng tương tự như là full art, cũng có vân các thứ này nọ nhưng mà nó không có cái viền lấp lánh của em Pokemon thôi. Ok luôn. Hết thứ 3 của tập này. Và đây là ba code nãy giờ. Alright. Thật là nhanh luôn. Chúng ta chỉ còn 3 pack nữa thôi.
Đây là part thứ 3 kế cuối. Để xem ta sẽ có được những gì nào. 3 hit ha, tính là 3 trên 10 cũng là ok đó. Cần 3 part này. Hit nữa thì box này chính thức là quá mlem mlem và tuyệt vời. Grass Boom. Đó. Pokestop. Camerupt. Satu. Alolan Rattata. Numor. Transquill. Alolan Raticate. Lovitar. Camerupt. Reverse Holo. Really? Oh my gosh. Thiệt rồi các bạn ơi. Thiệt rồi. Chúng ta đủ rồi. Đủ bộ 3 Starter. Dạng tiến hóa thứ 3, chính xác hơn là như vậy, của Venusaur, Blastoise và Charizard phiên bản Holo Rare nha. Ba em này thì ở phiên bản tiếng Nhật mình cũng đã đầy đủ luôn rồi, tại vì cơ bản là ba em nó cũng không phải là siêu hiếm gì lắm. Nhưng mà wow, trong cùng một tập như thế này á, chỉ với 10 pack, alright, lên cả thôi. Với lại cũng vào sleeve luôn đi. Đấy, cho nó đàng hoàng các bạn. Pack kế cuối nào. Chúng ta cần một cái sức mạnh, một sức mạnh về may mắn, về lucky. Càng về cuối tập càng cần nó mạnh mẽ nha các bạn ơi. Vô grass please. Nãy giờ chưa có chưa. Yes, ok, đó nó phải như vậy. Slowbro, trainer Candela, Lunatone, Lovitar, Ipom, Spinarak, Wimpot. Alone and Rattata. Oh my gosh. Hồi hộp quá. Meltan. And yo. Articuno. What? À rồi, nhớ rồi. Yeah, chúng ta có bộ ba chim huyền thoại của Gen 1 ở trong đây nữa. Và bây giờ pack cuối cùng luôn. Last pack magic luôn. Được không các bạn? Let's go nha. Man. Psychic nào. Tâm linh. Xét. Chúng ta nãy giờ mở pack đầu tiên, hệ xét đã mang lại Rainbow ra. Ok. Không lẽ kết thúc thêm một phát alternate art nữa. Wow, cái box này là đỉnh của chóp luôn ấy. Rare candy, reverse holo and Pikachu. Ok. Hello anh, bất ngờ chưa? Đây là ba cái code nha. Alright các bạn ơi, và đây là thành quả của tập ngày hôm nay với một box của Pokemon TCG series Pokemon Go. Tính luôn em Mewtwo Full Art này lên luôn đi. Đấy. Công bằng mà nói thì kết quả của box này khá là ổn áp. Nhưng mà chúng ta không chỉ kiếm ổn áp, được không? Chúng ta đang kiếm nguyên một cái bình ác quy luôn. Đó là Mewtwo Alternate Art. Okay. Mình vẫn không biết là tại sao cái ổn áp với lại cái bình ác quy nó liên quan với nhau. Nhưng mà yeah, ý là lá đỉnh cao nhất series đó. Alright. Quên chờ xíu các bạn. Để mình làm một cái công tác mình ra lại một chút xíu. Để coi là mình có bỏ sót em Ditto như lần trước hay không. Alright. Em Ditto đã không xuất hiện trong tập này như là lần trước. Rồi và bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh có tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh có tay sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.